Chiều muộn ngày 20 tháng 2, lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Tuấn Đức, sinh năm 1991, ở phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh người điều khiển xe ô tô Mazda, biển kiểm soát 30G 429XX cho dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt, cầm dao chém nhiều nhát vào kính và phần lốp xe buýt. Vụ việc xảy ra khiến kính xe buýt bị xước một đoạn, một phần lốp bị chém rách. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, công an xác định năm thanh niên điều khiển xe Mazda là Nguyễn Lê Tuấn Đức. Không lâu sau, cơ quan công an đã triệu tập Đức đến làm việc nhưng người này bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, công an quận Bắc Từ Liêm đã vận động gia đình đưa Đức đến trụ sở cơ quan công an làm việc theo quy định. Tại cơ quan công an, Đức khai do trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt khi đến điểm trung chuyển trước cổng trường Đại học Điện lực, Đức điều khiển xe ô tô của mình phóng qua rồi dừng lại trước hai đầu xe buýt. Tiếp đến, Đức cầm hai con dao dạng dao quắm đi tới đầu xe buýt chửi bới đe dọa rồi chém vào kính chắn gió phía trước và lốp xe phía trước bên trái của xe buýt làm hư hỏng tài sản. Cơ quan chức năng xác định tài sản bị hủy hoại có giá trị 18 triệu đồng. Căn cứ vào hành vi của Nguyễn Lê Tuấn Đức, công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ về hành vi hủy hoại tài sản.